Amang lam bình cơ mời Phran cho kèm bờ sân chơi chân ngạc na Adik bàn bờ đùi Ibo rơ mạ lê Yong Petro Hồ Văn Quân Chinh bồ cung Amang khun chì đường mờ giang Phra câu bồ Christo chư ca tụ nhu mút Amang sàng y Tụ tờ lời mờ dùn mờ ác lăng đào Bình cơ mời giàu lệ Rakau i ama kenang mai bo Kristo ana i kwa bing ke mai nyu ye bo hanang he tip hang i ke rom tom i ama amang cha ate po pamut hasa tru 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 sama lang la rum ខ្ញុំបាទមងរៈអៃហៅឡូមអេតកបអ៊ីនគ្រីស្តូរ៉ូម៉ាបូថាគីបូថាអូអភិបានបេងតាលើមតោបញ្ញោអមងគ្រីស្តូយេស៊ូជីងតោបញ្ញោលេអមងតឡៃញូយេហាហ្នុនតាតោតរលេតំញូយូអាមងប្រាក់បញ្ញោអមងត្រៃយេដាស់មើតុយពូគ្រីស្តូទគូអធិបក្លេ យ៉ាមឹងព្រឹកក៏អាងអាម៉ាតើប្រាក់អាម៉ាងតឡៃអធិបប្រមន្យយ៉ាក៏តើតាមូតរំលេអាម៉ាងតឡៃយេយុតឡៃយុយេបេងតាអមរាជីនតយអនុនមនអាម៉ាងតឡៃយុអធិបក្លេបេងតាថោមនុស្សសោតាបងលេបើកែវប្រកាដាស់មើត្រេជានសោសាតជីងលួច Kèn gơ ta bù nghe a lôn gơ ta lai sau sát ta Dùa gơ Bò dê lê Chinh Tla mông ta lai sau sát Sa mơ ta tè ta dê tòm bò Christo Ta đạo cứt Ta âm ra tiếp tòm nhu Dùa gơ ta thao Bò Christo ta cú tiếp lệ mông bị dê Nhu bù dê thường ta Ta lai dê bù nghe khoa bởi nhu thường ta Anon yak khoa yang ate pia pa ni ka khaya tu tua tu chu bai trăm ra pa te Oh.
ឯងជាយើងរត់មិនថាអីត្រូវមកវាយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ជួយអើយយ៉ូហាន lần đơn Giêsu do đại hàn anh ấy thế tuyệt nè ở anh à cao khen cơ binh bộ y rồi nè cơ cầu bơ bạ cao tô cơ nhu tô về nôn nôn tòm cầu khen cơ cơ nhu tuy khăn trời ư an cầu trời ư an y rồi nè cơ cầu do tha y khắp lẽ cơ cầu lo cơ rư bơ chinh rư nghịt lòn ở anh à tơ bạ lần thứ năm bù thảo ý ô sa mơ cao thảo ý hằng binh ai này thảo lẽ mơn y mơ ít lẽ cao hằng cao bơ thảo lẽ an an y cơ cơ nhu hằng am ra bơ thảo thường gắn cơ bran y khắc cơ cao thô am an cơ nhu hằng cao thô am an cơ nhu khi ấy Chúa Giêsu cầu nguyện rằng lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con đã biết cha, và những người này đã biết là chính cha đã sai con đã cho họ biết danh cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Nun hẹp qua già thề thiệt ở đây này cứ dọn mẹ bà ơi dạ khen khắp tại này môn binh ta bơi nè trinh treo reo ta bây giờ đọc hòa bà bơi đi giao lại rồi cơ ơi quân chàng nợ binh trẻ ta bơi nè chót giao như nè bà quân bơi nè mau mơn binh nạ trẻ binh ta hàng nè mau mơn binh phung duê bà quân tươi mai tươi giòn như mòn như hàng bình anh ạ và còn thương bình luôn đây bình doan đây rồi cả như bù thao tới đây chơi tàu rồi nè tại nè rồi cầu bình khi ghi rồi cầu nè tại nè thì có đang hết thế nè hàng tới đây doan bình ta là đã chơi ta là ta đi cơ mà thế thế rồi cả thao tới đây doan cho bình doan như thao tới đây chơi tàu đơn nghe rồi cao bình kim rồi cao để hẹp hàng tới đây choan họ. Tôi vừa xin phép anh chị em người Gia Rai để tôi chia sẻ bằng tiếng Kinh, bởi vì tôi chia sẻ tiếng Gia Rai thì chỉ người Gia Rai biết thôi, còn người Kinh thì không biết. Còn nếu mà tôi chia sẻ tiếng Kinh thì người Kinh biết và anh chị em Gia Rai thì tạ ơn Chúa là được cái ơn và là biết cả tiếng Kinh nữa. Thế tôi xin phép được chia sẻ một chút bằng tiếng Kinh. Và tôi biết là khi mà trở lại cái địa bàn, cái địa sở Brivi này thì cô Bảy nghĩ gì? Hay là những người khác mỗi lần mà bước vào đây thì nghĩ cái gì hay nhớ cái gì? Nhưng mà tôi cứ mỗi lần mà có dịp đi vào trong Brivi này, và nhất là trong những ngày này, thì tôi hay nhìn mấy cái võng kia. Đúng là hai cái nó hai bên, này cột nó vàng bên. Đó là nơi có thể mà gọi là ngai tòa thánh Phêrô của thầy Quân, bởi vì đó là nơi mà từ khi tôi về vùng Lê Vi này bây giờ mà mỗi lần đi vào đây thì gần như là 10 lần thì hết 9 lần là thầy ngồi ở kia, ngồi ở cái võng đấy, khi thì ngồi đọc sách, khi thì đọc kinh thánh, khi thì ngồi chơi, và nhất là cái cảnh mà thầy ngồi ở đó. Rồi mấy anh chị em người Gia Rai, con nít có, giới trẻ thanh niên có, và kể cả các ông các bà có, ngồi chung quanh thầy. Thì đó, cái cảnh đó giống như là cái cảnh mà các môn đệ hay là các em bé quy tụ chung quanh Chúa Giêsu để nói chuyện, để mà nghe Chúa nói hay là kể chuyện cho Chúa nghe.
Nhiều khi thì thầy ngồi đó thì thầy chỉ nghe người ta kể chuyện thôi, nói chuyện này chuyện nọ, kể cả người kinh lẫn người gia lai. Và nhìn vào cuộc đời của thầy thì tôi lại nhớ một lời của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài chia sẻ tâm tư của Ngài về Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI, rằng ở ngay tại Tòa Thánh Roma thì khi có Đức Benedicto XVI ở đấy, Đức Thánh Cha Francisco Ngài nói rằng mình có một cái cảm giác an tâm, như là có một người ông già và khôn ngoan ở trong nhà của mình, coi sóc nhà cửa và cầu nguyện cho mình. Và đó là tâm tư của tôi có đối với thầy Phêrô Hồ Văn Quân. Thầy cứ ngồi ở đó như là một người vừa coi nhà vừa coi cổng, mà cũng là người tiếp khách. Trên khi tôi mà đi đâu về có chuyện gì thì thầy nói, ví dụ hôm nay có cái ông này hay bà kia, người kinh hay ấy, cái người này người kia ở làng đó đến tìm anh, rồi có người đến thì xin anh đi chuyện này chuyện kia. Bà Ngài nói chuyện rất tâm tình, mà dù làm về tuổi tác Ngài đáng tuổi cha tuổi ông của tôi, nhưng khi nói chuyện với tôi trong giao tiếp hàng ngày thì Ngài vẫn chỉ nói với tôi, Ngài xưng hô rằng là anh với mình. Chỉ khi nào mà Ngài xưng tội thì Ngài mới gọi tôi bằng cha và xưng con thôi, thì cha con xin xưng tội thế thôi. Còn bình thường là cứ anh với tôi hoặc anh với mình. Một cái xưng hô rất là thân tình của một người thầy, của một người cha, hay nếu nói như của người anh chị em Gia Rai vẫn gọi Ngài, của một người bác, ba quân, bác hai quân, đối với người đàn em của mình. Và khi mà nhà dòng đưa Ngài về, mà lúc Ngài về Ngài còn ở nhà tu dưỡng ở cộng đoàn Phú Dòng, thì tôi có gặp Ngài. Thì lúc đó trong cái nhiệm kỳ về trên của tôi, mà lúc gì Ngài cũng yếu cho nên cũng sợ Ngài đi trong cái thời gian đấy, cho nên tôi có nói với Ngài là con xin lỗi bác hai nhé, con hỏi trước, nó cũng tế thị mà con hỏi trước để con biết, nếu mà Chúa cất bác hai về thì bác hai muốn an táng ở đâu. Thì khi tôi hỏi xong thì Ngài, tôi ngồi trong phòng của Ngài và Ngài khóc một chút khoảng chừng 2-3 phút, rồi Ngài nói với tôi rằng là anh đưa mình về Blingly. Và sau đó Ngài chỉ nói thêm một câu thôi, mình nhớ anh em lắm, mình nhớ bà con lắm. Rồi sau này khi mà Ngài bệnh nặng hơn, Ngài nằm ở nhà dòng ở Kỳ Đồng, thì cứ mỗi lần tôi về, tôi vào tôi thăm Ngài thì chẳng nói được gì, chẳng hỏi được gì. Ngài gặp tôi thì Ngài cầm tay trong Ngài khóc, Ngài chỉ nói một câu, mình nhớ anh em, mình nhớ bà con lắm. Và rồi với lại Ngài nằm, Ngài khóc, cũng chẳng nói được gì hơn. Và rồi sau này khi mà Ngài yếu hơn thì tôi về tôi thăm, tôi cầm tay hỏi cho bác hai còn nhận ra ai không, biết con là ai không, thì Ngài gật đầu. Lúc còn khỏe hơn thì Ngài gật đầu, rồi gật đầu xong thì lại cũng khóc. Khi mà Ngài yếu hơn một chút nữa, tôi hỏi Ngài chứ bác hai biết con là ai không, thì Ngài chớp mắt xong thì cũng khóc. Rồi những khi mà Ngài khỏe thì tôi gọi điện thoại cho Ngài, nhất là những lần lễ bổn mạng của Ngài, gọi vô mừng lễ Ngài, gọi Ngài thì vừa hằng quê này chào Ngài cho nói con mừng lễ bác hai nha, xong rồi Ngài nói cảm ơn anh, rồi Ngài cũng nói thêm một câu, mình nhớ bà con, nhớ anh em lắm, hay là cầm điện thoại khóc. Thế tôi để Ngài khóc, nhiều khi khoảng chừng 5 phút cầm điện thoại chỉ nghe Ngài khóc thôi. Xong một lúc sau Ngài nói thôi nhé. Tất cả những cái điều đó, kính thưa quý bà, anh chị em, nó rất là ít ở trong những cái tâm tư tình cảm của bác hai dành cho
anh em cộng đoàn dòng chú Thuế ở tại giáo phận Kon Tum này, và một cách đặc biệt cho anh chị em người Gia Rai. Đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, mạnh khỏe hay đau ốm thế nào, chỉ một tâm tư, mình nhớ anh em, mình nhớ bà con lắm. Và cái ước nguyện đưa mình về Linh Ly. Và cái điều đó nó cho chúng ta có thể cảm được một phần nào đấy lời mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng được ở đó với con. Và nếu mà mình điều chỉnh lại một chút lời của Chúa Giêsu và đặt vào miệng của thầy Quân lời này, thì có thể thầy Quân sẽ cầu nguyện với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu thế này: Lạy Chúa, lạy Thầy, lạy Cha, nếu mà con ở đâu, con chết ở đâu được, thì xin cho con được nằm với những người mà Chúa đã ban cho con, đó là anh chị em người Gia Rai ở vùng đất này. Thầy chỉ muốn nằm ở đây vì là đất của người Gia Rai, thế thôi. Cho mình về, đưa mình về Linh Ly. Và lý do đưa mình về Linh Ly chỉ vì mình nhớ anh em, mình nhớ bà con lắm. Và nhìn vào hình ảnh của thầy khi thầy còn sống, cứ nhất là cứ giờ chiều chiều cỡ này là cứ ngồi ở cái võng kia, như là một người canh cổng. Mà đúng là thầy là người canh cổng thật. Tại tôi đi về mà hãy mà có cái gì có người lạ vào là thầy nói tôi: hôm nay buổi sáng hay chiều nay có mấy anh nào nó là lạ đi vô, đi vòng 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 trong đi ra. Mà mình hỏi nó đi đâu, nó đi chơi. Và thầy nói chứ mình nhìn nó giống công an lắm. Cứ như vậy. Hay là cứ như là một người canh cổng giữ nhà cho anh em. Trên cái thời gian mà tôi ở Linh Ly này, mà tôi muốn đi đâu tôi thoải mái, tôi thanh thản. Mình đi ra khỏi nhà mình thoải mái lắm, bởi vì có người canh cổng, có người ở nhà, có người lo lắng nhiều sự, hay có thể gọi là tất cả mọi sự cho mình. Và nếu ngày hôm nay chúng ta đón thầy về đây, để rồi ngày mai mình an táng thầy ở tại cơ sát Linh Ly này, ở tại vùng đất Linh Ly này, thì tôi lại nhìn thấy rằng mình, cộng đoàn của anh em nhà dòng chúng tôi và anh chị em Gia Rai ở Linh Ly này nói riêng, hay có thể nói rằng là tất cả anh chị em Gia Rai ở trên vùng đất này, từ nay chúng ta có một người ngồi canh, ngồi giữ cửa nhà cho mình, để mà mình có thể mình đi đâu, mình làm gì, mình vẫn an tâm vì có một người ngồi ở nhà coi nhà cho mình, lo lắng chăm sóc việc trong nhà cho mình. Mình có một người ngồi đó để mà nhắc nhở mình về chuyện này chuyện kia. Mình có một người ngồi ở đó để cầu nguyện cho mình, như là bác Hai, những khi ngồi ở võng đó, có khi thì cầm đọc sách, đọc kinh thánh, hay cầm sâu chuỗi vân côi ở trên tay để cầu nguyện. Và từ nay trở đi thì anh em cộng đoàn nhà dòng chúng tôi, cũng như là rất là anh chị em Gia Rai chúng ta, tất cả chúng ta có được một người ngồi giữ cửa giữ nhà cho mình, ngồi chăm sóc cửa nhà cho mình, ngồi cầu nguyện cho mình. Và tôi cũng chưa hỏi anh em trong nhà dòng sẽ có cái cảm giác thế nào, cái tâm tư thế nào. Tôi cũng chưa hỏi anh chị em Gia Rai có suy nghĩ gì. Nhưng mà với riêng tôi thì tôi thấy rằng từ nay, trong công việc tông đồ, trong công việc của mình, trong đời sống của mình, mình sẽ có được một người luôn luôn ngồi đó để mà coi sóc nhà cửa cho mình, để cầu nguyện cho mình, để nhắc nhở cho mình về chuyện này chuyện kia ở trong công việc, trong cuộc sống. Và rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Qua cuộc đời, qua công việc, qua cách sống của bác Hai, kể cả người Kinh lẫn người Gia Rai, chắc chắn mọi người chúng ta cảm nhận được một điều: Chúa thương mình. Qua cách sống, qua cách làm việc, qua cuộc đời của thầy,
chúng ta thấy được tình thương của Chúa dành cho mình. Và rồi khi mà chúng ta đón nhận Thầy về đây để an táng Thầy ở vùng đất này, chúng ta sẽ còn cảm được một cách mạnh mẽ hơn lời mà Chúa Giêsu nói: Thầy ở với chúng ta, Chúa ở với chúng ta, qua Thầy Quân Chúa ở với chúng ta, qua Thầy Quân Chúa yêu thương, Chúa chăm sóc chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì tình thương Chúa dành cho anh chị em tất cả chúng ta, người Kinh cũng như người Gia-rai ở vùng đất này. Tình thương Chúa dành tặng cho chúng ta rất là rõ ràng, rất là cụ thể qua cuộc đời của Thầy. Còn tất cả những gì chúng ta làm cho Thầy nó nhỏ lắm. Việc mình đón tiếp Thầy về đây để an táng Thầy ở vùng đất này, một việc rất nhỏ chúng ta làm để thực hiện ước nguyện của Thầy, đưa mình về Linh Ly, cho mình ở tại Linh Ly. Mà cái việc làm đó rất nhỏ đấy, nó lại đem lại cho chúng ta một cái ơn rất lớn. Đó là từ nay chúng ta có Thầy ở một cách cụ thể, cả tâm hồn, cả thân xác của Thầy ở đây với chúng ta, để cầu nguyện cho chúng ta, để canh cửa, để giữ nhà cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình thương Chúa dành cho anh chị em Gia-rai chúng ta. Chúa yêu thương, Chúa cho Thầy ở với chúng ta, để khi còn sống thì Thầy dạy dỗ, Thầy hướng dẫn, Thầy nghe chúng ta nói chuyện, nghe chúng ta tâm sự. Còn bây giờ khi Thầy về với Chúa thì Thầy ở với chúng ta cũng để lo lắng, chăm sóc cho chúng ta, để cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn tình thương mà Chúa dành cho Thầy và qua Thầy cho chúng ta. Và chúng ta trao dâng Thầy cho Chúa. Xin Chúa cho Thầy được hưởng trọn vẹn tình thương của Chúa. Và khi Thầy được hưởng trọn vẹn tình thương của Chúa thì chúng ta cũng tin chắc rằng Thầy sẽ chia sẻ tình thương đó cho mỗi người chúng ta. Amen. Yang kengkema debo jadi keterukap jika tobra kau hang binggi hatang.
Yeah.
mây mừng giấc tôi lấy sát thêm công rinh nước bình cơ mây dụ tạ anh ấy mau tôi lấy đường ngày bắt mây nhai trù bớt lấy bình mây nà nào mừng tôi lấy xót hằng giấc mây ta tôi lấy đường ràng tôi đang tổ trang tôi văn cơ rơi mà ác dâu rơi Jesus Christ so qua bố bớt lấy bình mây rầy bà bú bơ ra đá nhu bồn Amen. Rekau kau yang beri nuk naga binggi na nao. Amen. Pemaaf ya, terbaki. Love it, let ya in. Love it, let ya in. Love it, let ya in.
ta thờ cụ. Do lệ vệ ta. Ở Amati, Ibrele cơ binh cơ mây chơi cả tụ trời trách mơ giang bộ Christo. Rồi cầu y mự tùm tờ lại binh cơ mây giao lệ. Rồi cơ bộ gung Petro Hồ Văn Quân. Y giao lễ nhu a văn rạc mơ giang. Amang krak khuôn an nạ đạo binh cơ mây. Rồi cầu y bất lai nhu mừng tùm tờ lại hờ rèn tờ lại sò sắp. Ham rơi mút chơi cả tụ tờ lại ư an mơ áp. Răng tôn bình vô ngã nè y a bít răng cha lê. Bình cơ mây được cầu y cơ năng bởi vô Christo khoa bình cơ mây. Amen. Mùng gá trình cho kèo ta trúc bơ rơ mè mùng krá tọ tui ta giàu lẹ ta tông chênh ta tố sang tổ mẫn tôi chấp phen trẻ cả tổ tôi trước bờ rơm à muôn hạt ra tổ bờ tôi các bờ măng giang tổ tôi tại người giàu lệ có gian tổ hàng gì nhớ nhớ tổ mẫn hàng ấy rồi câu có gian ở đây bồ cơ chữ đột lá ama hàng ana hàng cha đi vào bút bưng hàm cả biết bằng bình gì. Amen. Ta nhớ từ mai từ giờ nào nghe em về ghi. Và đi cả hòa nhạc. Để có bà bà nà xa tô nam lúc chà bàn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ก็พิจารณาปิตาแต่มุตตาจะต่อยยกเป็นไงแฮมก็ปิตามุตแต่ยอมแล้ว